Hello cả nhà. Chào mọi người. Hôm nay Nhi lại live stream ngẫu hứng. Nhi rất là hay live stream ngẫu hứng, live stream theo cái kiểu mà không có báo trước. Và thường thì mọi người, những người làm live stream, họ muốn có cái lượt like nhiều và like cao thì họ thường hay là báo trước là thứ nhất. Thứ hai, họ sẽ đăng thông báo rồi và phải live stream vào những cái giờ mà mọi người rảnh như 7, 8, 9 giờ tối. Còn Nhi là vì Nhi live stream không có sự chuẩn bị, chỉ là theo cái ngẫu hứng và theo đúng cái lúc mà Nhi làm cho bản thân Nhi áp dụng cho bản thân Nhi và Nhi chia sẻ đến mọi người. Cho nên nếu mà được mọi người hãy like và share clip. Và khi mà mọi người like như vậy thì chúng ta mới có tương tác với nhau, thì bất cứ khi nào mà Nhi livestream mọi người sẽ nhận được cái giống như cái chuông báo từ Facebook là Nhi có livestream, mọi người sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Còn nếu như mấy chị mà ngại like, ngại share thì chúng ta sẽ dừng mất tương tác với nhau. Đó là lý do vì sao gần đây Facebook hạn chế tương tác cực kỳ nhiều, cho nên là chúng ta khó nhìn thấy được bài của nhau, và khi mà Nhi livestream mọi người cũng hạn chế nhận biết được cái tin nó lắm. Hôm nay là Nhi sẽ một chia sẻ một cái bí quyết mà Nhi tin rằng rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm và rất rất là muốn biết, và rất là nhiều chị đặt câu hỏi cho Nhi. Và những cái bí quyết này Nhi đã chia sẻ rất là lâu, từ mấy năm trước, từ những lần mà Nhi mới bắt đầu có cái Facebook bán hàng này. Và Nhi cũng đã làm những cái clip YouTube và những cái livestream, nhưng mà livestream thì theo thời gian nó dần mất đi và nó bị nhiễm virus và nó dần 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 trôi đi, cho nên có nhiều chị không tìm được những cái bài đăng đó. Và có những chị hỏi Nhi về tại sao mà không thấy Nhi tẩy da chết cũng có. Nhưng thực ra là Nhi có làm tẩy da chết, làm những cái clip đó rất là thường, nhưng mà không biết sao nó trôi đi mất hết. Đó, hôm nay là Nhi sẽ chia sẻ một bí quyết để mà có một dòng eo gọn và nhỏ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ, nhưng mà những chị nào mà đã sanh hai bé ba bé thì biết mình cố gắng tập thể dục, cố gắng làm rất là nhiều, có thể là khi mình đứng nó sẽ gọn và trong mình sẽ gọn người khi mình bận quần áo, nhưng mà đôi lúc khi xả đồ ra nó vẫn có nhão do cái da của mình bị căng to sau 9 tháng 10 ngày, và mình càng hai đứa ba đứa thì cái da nó gần như nó hình thành một cái, nó mất đi hẳn cái độ đàn hồi cho nên nó khó là phục hồi lại được ha. Cho nên là cần một cái sự kiên trì, một cái sự bền bỉ và rất là mất thời gian. Và Nhi cũng đã từng có một cái ý định như vậy nè mấy chị. Nhi đã từng rất là muốn mà Nhi gọi điện thoại, Nhi đặt luôn mà Nhi muốn đi luôn, đó là cắt da bụng. Vì Nhi nghe rất là nhiều chị sanh hai lứa ba lứa và mấy chị suy nghĩ mãi và mấy chị quyết định đi cắt da mỏ. Trời ơi, về gọn đẹp như hot girl, bây giờ có tiền muốn đẹp giống ai cũng có, muốn cỡ Mỹ Tâm chạy qua Thái Hàn Quốc hoặc là cắt mẹ cái da là bao phẳng lì luôn. Nhưng cuối cùng Nhi đã quyết định Nhi không thực hiện cái phẫu thuật đó. Vì sao? Nhi sẽ chia sẻ ở đây. Nhi rất là may mắn, Nhi may mắn xung quanh Nhi có những người bạn rất là tốt. Có thể là mình chơi tốt với người ta chơi tốt với mình thật lòng với người ta thật lòng với mình. Nhi nói chị ơi, chị đó thân với Nhi lắm, chơi không ở bên này như chị em, bây giờ chị về Việt Nam ở yếu. Sorry, đợi Nhi xíu. Mọi người đợi Nhi xíu. Mọi người đã nghe rõ không ạ? Đó, thì chị về mở mỹ viện thì cái đợt đó đó Nhi biết được chị của chị thì xin phép là Nhi không nói tên nó gì đây ha. Chị của chị cũng sanh hai đứa, và sau hai đứa chị cũng tập thể dục và chị cố gắng rất là nhiều, nhưng vòng eo đúng là có gọn lại mà không có gọn, nhưng khi mà xả đồ ra nó hơi có một cái ngứng, hoặc là nó khi mà mình bắt đầu mình ăn no để ý mà nhưng mà về Việt Nam mình như ăn thả cửa coi, tự nhiên ngồi chút chết mẹ, ba tháng bắt đầu sợ liền về Nhật phải lật đật tập lại và ăn uống phải khéo lại không là chết, lại đưa cái bụng trình ình ra thấy ghê thật sự. Nhi tắt wifi cho nó rõ cái clip chim. Rồi, ok mọi người nghe rõ đúng không ạ? Mọi người có like giúp giùm em nha, để chị em mình có được tương tác với nhau, để mà Nhi có thể chia sẻ những kinh nghiệm của em cho mấy chị ha. Rồi, thì sau đó là nói chung là xum lum lum hết. Em chị đó mới quyết định là đi cắt da bụng. Và bây giờ thực sự chị rất là gọn, chị rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người, dáng rất là đẹp, rất là chuẩn eo nhỏ, đúng là eo bóp đáy ong luôn, rất là đẹp, bận đồ lên rất là đẹp. Nhưng có một điều
mà chắc là chị sẽ ít chia sẻ với ai. Chị chỉ chia sẻ với một người, đó là em gái ruột của chị. Và em gái ruột của chị gần như là chị em ruột với Nhi. Mặc dù là em của chị với Nhi là hai người bạn, nhưng vì chơi với nhau thật tình, quen với nhau từ những ngày chập chững tới nhật tới giờ, thì chị mới nói là: em chào chị Kim Nhung, Nhi ơi em đừng có cắt. Em cắt á, đẹp thiệt, nhưng mà chị của chị á, nói với chị á, là mỗi lần mà chị bị đau bụng kinh á, thì bình thường hồi con gái khi chị bị đau bụng kinh, chị chỉ cần lấy một cái chai thủy tinh, bỏ nước nóng vô cuốn cái khăn để lên bụng thì chị đỡ đau bụng rất là nhiều. Nhưng từ khi sau khi cắt da đó, mỗi lần những cơn đau bụng kinh bị hành, chị dùng những chai nước nóng và làm những cái mẹo nhân gian đó, và chị chườm lên bụng, bụng chị hoàn toàn mất cảm giác. Và những cơn đau bụng kinh nó hoàn toàn vẫn diễn ra rất là bình thường, vì nó không có cảm giác với cái chai nước nóng đó, với cái độ ấm đó, chị mất cảm giác. Chị nói với em của chị như vậy. Có thể là do khi mà mình cắt đi một cái lớp đó, nó tổn thương đến những cái gì, cắt đi mà nó bị đứt những cái mạch máu thần kinh hay như thế nào, cái đó để cho bác sĩ lý giải. Đó, bác sĩ lý giải, đại khái là vậy. Thì chị mất đi cái cảm giác của vùng bụng. Nghe vậy là Nhi suy đi nghĩ lại, thôi xấu tự nhiên cho nó bền vững. Đó, cho nên là từ mặt đến bụng đến body là toàn là chăm chỉ, hết thoa kem tới chét bôi form chét xứng thôi, chứ không có phẫu thuật thẩm mỹ gì hết. Nhiều khi muốn cắt cái mắt một mí lắm, muốn lắm, dứng lắm mà rồi suy nghĩ tới vẫn sợ quá, em nhát quá, cho nên là em không có dám làm gì hết. Cho nên là vậy thì chỉ có tìm tòi thôi. Và em rất là chăm sử dụng những cái kem massage tan mỡ bụng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cái chủ đề chính em muốn nói với mấy chị. Hai cái loại này em đều xài qua và rất là ưng. Cái tip này em lấy tip mới, tại tip trong nhà tắm của em nó dơ quá rồi, nó dơ, nó đen, muốn em vẫn cầm ra. Em sẽ nói về cách sử dụng của hai tip này. Đầu tiên, cái kép mà em hay sử dụng nhất, tiện nhất, thì đây là một cái tip tan mỡ bụng Ucha Super Ha, bằng thành phần chủ yếu của nó là gừng và ớt. Cái này giá thành rất là phải chăng, xài rất là ok, tip bự, xài rất là lâu. Tiếp này thì trước khi mà sau khi vô nhà tắm, cái bụng em còn khô, cái tay em còn khô, em xịt ra một cái lượng, và nó thành phần nó còn là mật ong nữa nha, em xịt ra một cái lượng gel vừa đủ. Ở trong này nó có những cái hạt li ti gần như là muối để mà tẩy đi cái lớp da chết trên bụng của mình. Và với mật ong nó làm cho mịn da gừng, có cái tính nhiệt nóng, ớt có cái tính nhiệt nóng, làm cho nó nóng dần và nó tan nhẹ mở cái vùng bụng mình. Cho nên khi massage sẽ cảm giác đỏ lên. Và cái này mình nên sử dụng trước khi đi tắm. Vì sao? Sau khi mà thoa xong nên rửa, không sẽ rất là ngứa. Loại này là dùng xong, thoa xong phải rửa nha, phải rửa lại nha chị em nha. Loại ớt này nè, phải rửa lại. Còn một loại nữa thì mình sẽ không rửa, là loại này. Loại này chiết xuất từ, tại vì nó mất cái hình này rồi, nếu mà mới thì nó có cái hình đây em xài. Nó chiết xuất từ mật ong, táo và gừng là chính. Táo thì thường mọi người biết táo, cái lớp vỏ táo này hầu như nôm na, mình hiểu nôm na cái ý chính của nó thôi, là chống oxy hóa. Gừng tính nhiệt nóng, để mà mấy chị hay xin cũng hay thoa rượu gừng rồi đó, để mà nó giảm mỡ. Và cái này là phải chăm chỉ, chứ đừng nó thoa cái đùng rồi nó hết. Còn nhất là mấy chị mà mỡ dày quá thì chắc là thoa tay mỏi lắm, phải mua hẳn một cái máy giảm man. Cái này là bài em bài phải mua cái máy giảm man có bánh xe răng đi. Khi mà sao tay mỏi lắm, bụng em nhỏ em đi, nhiều khi em còn mỏi tay nữa. Nhưng mà tại vì mê làm đẹp cho nên là cố gắng ha. Thành phần từ mật ong, gừng và táo đó. Và mình massage. Và hôm nay em sẽ chia sẻ mọi người đặc biệt cách sử dụng này của em ha. Và bây giờ em sẽ sử dụng luôn. Thì hôm nay bình thường khi mà rảnh như vậy nè, như kiểu hôm nay em rảnh, tại vì tí nữa em hôm nay không có phải nấu cơm, lát nữa ăn ngoài, thì cho nên em rảnh, thì bây giờ rảnh chút xíu được nên em tranh thủ làm đẹp. Thì em sẽ massage bụng. Thì mình sẽ lấy ra một cái lượng vừa phải và mình massage lên vùng bụng. Sau đó mình sẽ làm gì bây giờ, mọi người đón xem em ha. Và mọi người nếu được, mọi người chia sẻ giúp giùm em đi, để chị em phụ nữ mình mọi người cùng làm đẹp với nhau, chứ không có cái gì phải giấu giếm hết. Đẹp thì đẹp cùng nhau mọi người hiên. Rồi, đợi Nhi vúng này lên ấy. Để Nhi cột lên đi ha.
mình sẽ lấy một cái lượng gel vừa phải ra. Thì Nhi cũng đã có làm những cái clip chỉ mọi người cách massage rồi, nhưng đặc biệt hôm nay có thêm một bí quyết nữa. Mọi người chịu khó coi Nhi đến phút cuối cùng nha. Coi Nhi làm đến phút cuối cùng. Mọi người thoa lên. Và khi mà thoa lên là mình đã thấy hơi ấm rồi. Kéo để Nhi kéo xuống chút, để nó dính kem đầy quần hết. Sorry để Nhi coi coi. Kéo thấp xuống chút nữa. Sorry mọi người nha, để em nó kéo thấp. Mình đi ha. Tại vì bụng em nhỏ thì cũng massage vậy được, chứ chị em nào mà bụng mỏ to quá là phải mua cái máy về đánh, cái máy dầm anh đánh răng nó đánh, chứ đánh tay đánh không nổi đâu, mỏi tay lắm. Phải làm nhiều, phải chăm chỉ lắm mọi người. Và khi mà mình làm mình vận động vậy, mình cũng vận động mấy cánh tay của mình, cũng làm cho ngực của mình nở nang nữa, cho nên cố gắng đi mấy chị. Đó. Không có gì mà không đầu tư hết trơn á. Chưa muốn đẹp nhanh đẹp liền thì như em nói đó, chỉ có đi cắt mở bụng phẫu thuật thì nó gọn lại rồi nó hút mỡ bớt ra thì là nhanh nhất. Nhưng mà có nhiều người hút mỡ chết rồi đâu, em sợ chết. Nên thôi chăm chỉ cái này cho nó bền, an toàn. Đó, mình đi đi ha mọi chị ha. Đó, mình đi một hồi đi, mỏi tay chút xíu đi, đi một hồi cảm thấy mỏi tay cái đã. Mình đi khoảng 50 phút thôi, còn nếu như với cái loại mà dùng trong nhà tắm này nè, là mấy chị cũng massage như em, sau đó nó sẽ đỏ lên rất là nhanh. Vì nó không có trơn mịn như cái này, nó có những hạt muối li ti. Thì sau khi massage một hồi là mấy chị bụng đỏ lên liền, nó ớt. Nó đỏ lên và cảm giác hơi ngứa ấm cái bụng lên. Xong mấy chị rửa thôi. Còn cái này thì đợi em xíu. Mình vuốt hai phần này vô cho nó có cái eo nên mọi người, để cho nó kết cái eo, vùng eo nè ha, nó tạo cái khớp nè. Mình vuốt riết nó cũng có cái hõm. Vuốt nó vô, móc nó vô ha, móc nè. Xong mình xoay nè. Quanh vùng rốn của mình nè. Máy massage Yaman là sạc bằng điện 100-240, cho nên mấy chị xài được ở Việt Nam vô tư. Và có điều là nó mau hết pin lắm, sạc 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ chỉ xài được có 40 phút, mà trong khi một lần mình xài toàn thân là đã hết mẹ 30 phút rồi. Cho nên là xài được lần đâu chưa thấy đã phải sạc pin rồi. Do là nó sử dụng cái power, cái năng lượng mạnh. Đó, vậy ha. Thì mình đi tay thì nó hơi mệt, nhưng mà khi mình đi thì nó cũng tạo cơ tay với lại cơ ngực lắm mọi người, lên ngực luôn á. Nhưng mà phải lần 1 lần 2 đây nha, phải chăm nha. Đó nè, hai cái hốc bụng nè ha, mình vuốt nè. Vuốt chút xíu lên. Ha. Rồi, xong ha, để em rửa tay cái. Đúng rồi, dùng xiên thì mình làm chút xíu nữa, còn không thì không cần. Vậy thôi, đợi em xíu. Lát bọc thức ăn, quấn lại đi mấy chị. Quấn lại. Quấn lại đi, để em quấn xong em nói. Trời ơi, nó phát huy tuyệt vời lắm. Tuyệt vời, ngay một lần sử dụng thôi mấy chị. Bao tuyệt vời luôn không? Con nhỏ có cái bí quyết, bí kíp gì là nó chia sẻ hết. Cho nên là mọi người đừng ngại ngùng gì mà like thả chim cho nó nha. Thả chim cho nó đi, nó biết cái gì mà nó có cái gì là nó la làng bể sớm hết. Không có giấu giếm gì đâu nha mọi người. Like em thương mọi người nhiều, em chăm chỉ. Với lại là chị em ta mà không like là không còn tương tác với nhau đâu. Nó tự động, nó hack mấy chị luôn mà em không biết luôn. Nhiều khi cách em hữu nhi. Sao em block Facebook chị vậy? Ôi trời đất ơi, em bán hàng em block làm gì? Em block làm cái gì? Facebook nó block chị. Em block làm cái gì? Chắc cũng thấy chị chỉ ngó em, theo dõi em âm thầm mà chị không like không gì. Đó là cũng không có sao được. Đó, mọi người bịt kính như vậy ha. Thì sau khi bịt kính như vậy thì giống như là bây giờ mình đã ấy ra không? Chết rồi, như em bị hụt ở chỗ này rồi. Em chưa có vuốn ở chỗ này, đợi em xíu. Phải bịt kính này, nó bị hở chỗ này. Lo nói chuyện chưa có tới hả? Để đi một lớp nữa. Đó. Ha, thì mấy chị quấn như vậy không cần quấn quá chặt đâu, mình quấn cũng vừa phải thôi. Ha, để một hồi ngứa lên là gỡ không kịp. Đó. Thì em sẽ nói đây, mình sẽ quấn lát như vậy trong vòng bao nhiêu lâu. Thì cái này đặc biệt, cái loại kem này mình không có quấn lâu.
mình chỉ quấn, mình để đó, mình có phải lo làm việc nhà, mình xả gáo nè, bình thường mình lo làm việc nhà và mình làm bất cứ gì mình muốn, thậm chí ngồi đọc báo, xem phim, lướt điện thoại, mà bắt đầu mình để khoảng 5 phút, 10 phút. Sau 5 phút là chị thấy bụng bắt đầu nóng lên liền ha. Lúc massage chưa nóng đâu, bây giờ từ từ thôi, khoảng chừng vài phút mọi người sẽ cảm thấy nó nóng lên ha. Ha, nó giữ cái nhiệt trong này nó nóng lên, và sau 5 phút nó sẽ nóng lên một chút nữa, sau 10 phút nó sẽ nóng lên một chút nữa, và bắt đầu 15 phút là nó nóng lên nữa, và nó hơi ngứa ngứa, nó ngứa ngứa cảm giác như kiến cắn rồi nha. Sau 20 phút là chỉ muốn dục bung cái này ra thôi. Và sau đó mấy chị lấy khăn giấy á, chuẩn bị sẵn khăn giấy, rồi lao lao sạch cái kem nó đi, để không là nó ngứa lắm. Xong, còn bình thường nếu như mình không bọc lát, mình massage thôi thì mình cứ để đó, mình đi ngủ ha. Hoặc là mình massage cái kem tối, mình massage kem này xong, mình bọc lát mình để vậy, xong đó mình tháo ra. Sau đó mình sẽ lấy khăn giấy, mình lau sạch đi và mình quấn cái đai nịt bụng. Để em lấy cái đai nịt bụng của em. Và cái đai nịt bụng của em là mua nội địa Nhật nhưng made in China, không phải là Japan. Nếu mà đúng hàng Japan là 2 triệu mấy, 3 triệu một cái nịt bụng. Mà em thấy ít bán lắm, tại vì phải vô những cái tòa nhà cao cấp mà cái đó cũng ít người mua, tại vì nó khá là mắc tiền á. Đợi em xíu. Mọi người, em định lấy cái nịt bụng của em hồi tối qua mới nịt, mà sau khi mà tự nhiên khi cần làm như có ma che mắt vậy, không thấy nó nữa đó. Thì cái nịt bụng bên em, và đặc biệt khi mà mọi người nịt bụng, mọi người chú ý nha, cái này nịt bụng tối trước khi ngủ, nếu như mà quấn cái này ha, thì một hồi khoảng chừng 15 phút nó đang nóng lên nè. 15 phút là mình tháo cái này ra, mình lấy khăn giấy và mình lau sạch kỹ hơn nữa, thì mà vẫn ngứa thì mình sẽ lấy một cái khăn ướt, mình xả và mình lau sạch cái kem là ok, là vẫn rất là ok. Và mình bắt đầu mình nịt cái nịt bụng này. Thì cái nịt bụng này mọi người chú ý cái phần mà có cái nửa bầu ngực nè. Để em tháo ra thì mình quay xuống. Hôm qua Nhi vừa nịt mà tại sao bây giờ tự nhiên lúc cần cái tự nhiên lại không thấy. Đó, thì cái nịt bụng nó như vậy. Và thường chị em có bạn hay bị lộn, thấy cái bầu ngực là cứ tưởng phía trên, và nịt vô như vậy cảm thấy rất là khó chịu, đau cứng hai bên này. Và bảo chị Nhi ơi, em muốn thanh lý. Nhưng mà khi mà Nhi hướng dẫn em ơi, ngược rồi, thế này đây. Cái mạc nó phải nằm xuôi xuống vậy chứ. Và cái này hai bên này để nó không bị cứng. Thì bắt đầu nịt ok. Chị, em không thanh lý đâu chị. Đó, cho nên là chưa có ai thanh lý cái này. Nhìn nó có rất là cứng, nhưng chính vì nó cứng như vậy nó mới định hình được cái cơ bụng của mình từ trên này xuống cái này luôn. Và mọi người đi ngủ đi, là mọi người chỉ nịt chừng một lần thôi, sáng mai dậy là đã thấy cái bụng mình khác rồi. Và mọi người chăm chỉ nịt bụng, nhất là mấy chị mới vừa sanh em bé đang ở cữ, chăm chỉ nịt thôi là ra tháng cái bụng mình khác lắm. Còn mình không giữ, mình không nịt là ra tháng thấy nó cũng sồ lắm đó. Bây giờ cái bụng của em đang 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 ngứa rồi nè mấy chị, đang đang nóng lên chứ, đang nóng lên dần rồi nè, thấy không, nó nóng lên. Nhưng mà mình không có thấy đỏ gì nhiều đâu, một hồi tháo ra mới thấy đỏ, nhưng mà nó đang nóng lên đó. Đó, cho nên mọi người cứ thử xài giống như kiểu em coi, chị nào mà đã
có sử dụng, có đặt của em những cái kit này rồi đó. Thì ngày hôm nay hãy thử, tối nay hãy thử tắm xong ra. Cái này là trước khi tắm, còn cái này là phải rửa lại nha, còn cái này là sau khi tắm. Và không cần phải xài hai cái, xài một trong hai thôi. Hoặc là hôm nào xài cái này thì xài cái này, hôm nay xài cái này thì không xài cái này ha. Đó, và mấy chị thử dùng cái láp đi, bọc cái láp vô nó nóng, nó cảm giác đã lắm. Đó, và nó thực sự hiệu quả nha. Còn về giá của những cái máy massage bụng mà chị em thắc mắc, thì đây là những cái câu hỏi nó hơi bị tế nhị trong những cái buôn bán, cho nên là chị em inbox riêng cho Nhi nha. Nhi cảm ơn mọi người, và để cho chị em chúng ta có một cái mối tương tác với nhau. Mọi người chăm chỉ thả chim cho Nhi nha, vì like thì mình mới có tương tác. Thì mỗi khi Nhi live stream và mỗi khi Nhi đăng bài, mọi người sẽ nhận được cái live stream và cái bài. Còn không là từ từ là nó chị em ta là không thấy nhau luôn, Facebook nó tự mất tương tác luôn đó mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người. Và tối nay là Nhi sẽ đi mua áo ngực Waco cho khách, cho nên những chị nào mà nhờ Nhi kết thì để ý tối nay là Nhi sẽ nhắn tin nha. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye.